Wow, bạn Bin, con có xe gì vậy? Ê, con có xe gì vậy? Ê, các bạn ơi, bạn Bin có nguyên một cái xe chở rác luôn nha. Có nhạc nữa hả? Rồi các bạn, xe đổ rác này có nhạc hay quá. Rồi bây giờ mình lấy xe đổ rác này mình đi lượm con vặt nha. Đâu rồi? Con vặt đâu? Con gì vậy? Đây các bạn ơi, một con cào cào. Rồi bỏ vô con Bin đi. Ừ. Wow, một con rít nha. Trời ơi, con rít nè, rít bự dữ hả? Rồi. Ồ, con rít với con rầy đó luôn á hả? Rồi bỏ vô xe thôi. Ừ. Rồi đẩy tiếp đi con bằng Bin, đẩy tiếp đi nha, đẩy xe tiếp đi. Rồi bắt nhạc lên, bắt nhạc hú lên. Ừ, rồi đẩy đi. Wow, rồi. Rồi thấy được con bồ cạp rồi. Rồi bỏ con bồ cạp vô. Rồi đẩy đi tiếp luôn. Wow, con gì nữa hả? Đâu, con gián đâu? Ôi các bạn, wow, một con gián ở đây nè. Té luôn rồi hả? Chờ các bạn ơi, xe cấp cứu. Rồi bắt đèn lên nữa, bắt kèn lên. Rồi, xe cấp cứu thấy con gián rồi. Bắt gián vô. Rồi, tiếp thôi. Wow, con gì bên đây nè bạn Bin? Con gì vậy? Rồi các bạn, một con bướm nha. Một con bướm bướm nữa. Wow, wow, một con rắn màu hồng luôn hả? Rồi, ghê quá. Rồi. Rồi nó xỉu rồi. Rồi bỏ vô xe thôi. Ờ, dính con ốc vô cái đồ. Wow, dính con ốc vô đôi dài luôn nè các bạn ơi. Quên đôi dép chứ. Rồi, dính vô chân luôn. Wow, bạn Bin chụp được một con gì á? Có gì á? Có gì á bạn Bin? Trời, một con nhện các bạn ơi. Wow, con gì á? Ừ. Rồi tiếp theo con gì đây? Con gì ạ? Ừ. Rồi đây nè các bạn ơi, mình lấy cái xe lại cho bạn Bin lụm nha. Quả con gì đây bạn Bin? Con gì ạ? Con cào cào trời. Đúng rồi. Rồi bỏ vô xe thôi. Quả con gì đó? Trời các bạn ơi, quá trời rầy nâu luôn, có con ong nữa kìa. Rồi bỏ vô xe thôi. Bỏ vô xe cú cú, xe chở rác mà có còi hú luôn á các bạn ơi. Hay ghê không? Hú nước ơi. À đúng rồi. Rồi còn nữa không? Đâu rồi? Kiếm thử coi còn không? Wow, bạn Bin ơi, xe cấp cứu nó thấy con gì nè. Con gì nằm trong cái lá cây kìa. Con gì vậy? Đây nè, đây nè. Wow, con gì đó? Wow, các bạn, một con sâu. Con sâu đồ chơi nha. Rồi con gì bên đây nữa? Con gì vậy? Đây các bạn ơi, một con rầy nghe, con rầy màu xanh. Ở đây còn một con màu xanh nữa nè bạn Bin ơi. Đây một con rầy màu xanh nữa nè. Đó, thấy không? Rồi bỏ vô xe luôn. Ở đây, đây một con. Đây các bạn ơi, một con thằng lằn nha, thằng lằn con á. Đây một con nhện nữa. Rồi một con rầy. Wow, quá trời rầy luôn. Wow, một chú chuột nữa nè. Trời chuột, chuột con. Rồi thêm một con rầy nữa. Wow. Ôi một con rầy màu đỏ luôn. Đây một con gián. Trời ơi một con gián con nữa nè. Ôi con rầy gì lạ dữ hả? Ôi con rầy nâu. Wow, đây con rầy rầy màu vàng nữa các bạn ơi. Quá trời luôn. Rồi bây giờ bỏ lên xe chở về nha. Đây bỏ lên xe nguyên một xe luôn. Một xe côn trùng luôn nè. Rồi bây giờ bỏ xe chở về thôi. Đây quá một xe luôn. Rồi chạy về thôi. Bắt kèn chạy về thôi các bạn ơi. Rồi bắt kèn chạy về. Rồi đây nè các bạn ơi, mình đây mình có một con sâu nha. Rồi bỏ dưới đây đi. Một con nhện nè. Đây một con rầy, rầy màu xanh luôn. Một con chuột. Wow. Rồi một con thằng lằn màu xanh. Một con cào cào trời cũng màu xanh luôn. Đây thêm một con rầy màu đỏ màu hồng luôn, rầy màu hồng nữa. Wow, một con rầy màu vàng luôn. Hay quá. Đây một con ong nè. Wow. Ôi con ong đẹp ghê chưa.
đậu màu cam với màu vàng luôn, có hai cái cắm nhỏ nữa. Tiếp theo mà một con rầy nữa, quá trời rầy luôn các bạn ơi. Rồi, rõ ràng đây nha, đây một con rắn bé xíu, rắn đồ chơi bé xíu màu nâu. Đây một con rầy, quá con rầy màu xanh lá cây luôn. Ấy đây màu xanh ngọc nè, cũng là màu xanh xanh lá cây luôn mà màu xanh ngọc. Rồi một con ong nữa, quá con ong này, con ong màu xanh nước biển luôn. Rồi để kế con ong này luôn. Rồi một con rầy, một con rầy màu xanh luôn. Đây con gì nữa ta, à một con nhện màu xanh nữa các bạn ơi. Rồi một con rắn nha, một con rắn màu đỏ nè, hay quá. Rồi một con rầy, quá con rầy màu đỏ nữa, quá trời rầy luôn. Đây thêm một con rầy nữa nè, quá nhiều rầy quá. Rồi một con rầy màu xanh nữa, ý con này là con gián nha, con này là con gián nè, không phải con rầy. Rồi một con rầy luôn, trời ơi con rầy nâu mà màu xanh xanh nước biển, xanh lá cây luôn. Ý wow, có một chú ếch nhỏ nè, ọc ọc ọc. Rồi ta có một con bướm này, một con bướm màu xanh lá cây. Rồi một con bò cạp nữa, rồi bò cạp để lên đây luôn. Đây thêm một con rầy nữa. Rồi một con rết nha, một con rết màu đỏ. Rồi một con ếch màu xanh lá cây, một con cào cào. Wow, ý một con gián, trời con gián bự khổng lồ luôn. Đây một con rầy. Rồi và các bạn ơi, đây quá trời côn trùng luôn nè, nguyên một xe côn trùng luôn. Còn đây là chiếc xe đổ rác nha, xe chở rác nè. Đó bắt nhạc nó kêu nè. Đây có nhạc luôn, có tiếng nữa. Đó này kêu nè. Đây là xe đổ rác nha các bạn, đã lắm. Ê các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nghe. Rồi bây giờ mình bỏ mấy con thú này lên xe rồi. Rồi mình bỏ mấy con thú này vô xe mình chở về nha. Quay xong mà. Rồi bỏ lên xe mình chở về thôi các bạn ơi. Rồi bỏ xe chở về thôi. Rồi bỏ lên xe chở về nha các bạn. Rồi đây là các bạn ơi, nguyên một xe luôn, một xe chở rác, chở côn trùng. Đây quá trời côn trùng nữa nè. Rồi đẩy về thôi, bắt còi hú lên.